Hello, chào mừng bạn đến với kênh của mình. Mình là Trúc Giang, Tarot Reader đến từ Vĩnh Long, xứ sở đất chính trong tôi yêu. Đến với kênh Giang Tarot Reader, mình hy vọng bạn sẽ có được thông điệp phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cũng như lời khuyên tích cực cho cuộc sống tương lai thông qua trả bài riêng không tính phí của mình ha. À, trước khi xem bài của mình, bạn hãy nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu thiệt là sâu rồi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và tất nhiên rồi, điều bạn nghĩ đến đầu tiên chính là điều bạn đang quan tâm và cần thông điệp đấy. Vậy nên ngay bây giờ hãy lắng nghe thông điệp của mình nào. Mà nè, vì đây là trả bài riêng không tính phí, nên Giang hy vọng bạn đón nhận thông điệp với tinh thần thiệt thoải mái và thiệt cởi mở nha. Chỉ đón nhận những điều tốt đẹp và tích cực để mang lại năng lượng tích cực cho bạn thôi hết. Let's go! Hello, mình đã trở lại đây. Hôm nay mình có một chủ đề vui muốn gửi đến bạn, đó là bạn tương lai, bạn có sống chung với gia đình chồng hay không? Rồi... gia đình chồng có gần với gia đình của bạn hay không, tức là bạn lấy chồng xa hay chồng gần á, rồi dự đoán xem là sau khi kết hôn thì bạn sẽ có bao nhiêu đứa con nha. Ừ, đây là một chủ đề vui, cho nên là trước khi mà mình trả bài thì mình hy vọng bạn đón nhận cái tụ bài này với tinh thần thiệt cởi mở nha, và đừng áp đặt quá nhiều, bởi vì đây là tụ bài vui và nó cũng hướng đến cái tương lai tốt đẹp hơn, cho nên là bạn hãy cởi mở đón nhận những gì mà mình trải bài nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái tụ bài với câu hỏi là bạn có sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn hay không, và bạn sẽ lấy chồng xa hay chồng gần, cũng như là sau khi kết hôn tương lai bạn sẽ có bao nhiêu đứa con nha. Ừ, bây giờ mình sẽ bắt đầu trả bài. Mình sẽ giờ xích lên nha. Và đây sẽ là ba lá bài đưa ra lời khuyên cho bạn. Thì mình sẽ để đây chút xíu, mình sau khi trả bài xong phần này thì mình sẽ bóc ba lá bài còn lại nói thông điệp lời khuyên cho bạn nha. Mình sẽ để đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trả bài nha. Đầu tiên mình thấy rằng á, có hai câu trả lời rõ ràng chính xác được nhìn vào trong bài này luôn. Đầu tiên câu trả lời là bạn có lấy chồng xa, bạn lấy chồng xa hay chồng gần, thì câu trả lời của bạn là rất xa nha. Ừ, khả năng rất cao là bạn sẽ lấy chồng xa, xa với gia đình mẹ đẻ của bạn rất nhiều, và ở đây là bạn phải di chuyển bằng đường hàng không, đi bằng máy bay á, chứ không phải là dạng xa, ở đây là chạy xe máy từ nhà chồng về nhà mình. Nói chung đây là không phải là đường bộ mà là đường không với lá bài này. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Một người đàn ông đang trên cổ xe và ba lượng cùng với chú chim này đi từ một cái vùng miền này sang một vùng miền khác. Ở đây thì nói chung cái tụ bài này nó muốn nói rằng là bạn
gia đình chồng của bạn sẽ có khoảng cách địa lý với gia đình của bạn, và ở đây thì khoảng cách nó có vẻ khá xa. Thì có thể hiểu là ví dụ như bạn ở Nam đi thì bạn có thể bạn lấy chồng ở miền Bắc hoặc là miền Trung. Ý là cái sự di chuyển từ nhà bạn đến nhà chồng bạn nó rất là xa và nó không thể nào đi bằng đường bộ được. Đường bộ đó có nghĩa là đi bằng xe xe máy nè, hoặc là đi xe đò hay xe khách. Đại khái là nó phải di chuyển bằng đường hàng không, bạn thấy không? Cánh chim này nó bay. Và thì một điều mình thấy được rằng là có khả năng rất cao là bạn sẽ lấy chồng ở nước ngoài. Có thể là nước ngoài đây có thể là gì? Có thể bạn lấy người nước ngoài, hoặc là bạn hai vợ chồng của bạn sẽ ở nước ngoài. Nói chung là ở đây mình thấy một trường hợp nữa là bạn sẽ không ở đất nước này, mà bạn khi lấy chồng rồi bạn sẽ ở đất nước khác, có sự xuyên quốc gia. Cho nên là cái đầu tiên mà mình thấy được là gia đình chồng và gia đình của bạn sẽ có khoảng cách về địa lý, khoảng cách rất xa nha, và di chuyển bằng đường hàng không, không không phải là bằng đường bộ hay đường thủy. Còn một điều thứ hai nữa mình thấy được đó là sau khi mà bạn kết hôn á, thì khả năng rất cao là bạn sẽ sinh được hai đứa con với lá bài này. Thật ra khi mà lúc mà mình bốc bài á, mình trong đầu mình nghĩ rằng là mình muốn biết là với cái người xem tụ bài này sau khi kết hôn thì họ sẽ có bao nhiêu đứa con, thì nó hiện ngay lên cái lá bài này. Bạn nhìn thấy không? Một một bé trai và một bé gái nè, hai bé cũng đang đón ánh nắng mặt trời. Và khi mà mình vừa hỏi cái câu đó xong thì mình cũng vừa bốc lên được lá bài này, thì mình nghĩ là à, có thể là khi mà bạn vừa kết hôn, bạn kết hôn xong rồi á, bạn kết hôn rồi á, thì khả năng rất cao là bạn sẽ sinh được hai đứa con. Theo theo quy định pháp luật là kế hoạch là chỉ hai là đủ, đúng không? Dù cả hai cha chỉ hai là đủ, thì khả năng thì bạn có thể sinh được một đứa trai một đứa gái. Nhưng mình thấy một thêm một trường hợp nữa là có khả năng bạn có thể sinh đôi được. Có nghĩa là sẽ có một số bạn có trường hợp bạn sẽ sinh đôi đây có thể là đôi trai hoặc đôi gái, nhưng khả năng có thể là đôi trai gái. Có trường hợp mà đúng không? Có trường hợp là sinh đôi là một cặp trai gái vẫn có. Nhưng mà nói chung với tụ bài này thì mình thấy là đây là một tin vui không? Nếu như bạn nào mà đang có ước vọng sinh đôi ấy, thì khả năng là bạn có thể sinh đôi được. Thì một lá bài ở đây là lá bài song ngư môn này. Thì không biết khi mình xem cái tụ bài này, cái linh cảm trực giác của cho mình biết rằng là cái khả năng sinh đôi của bạn hoặc là sinh hai đứa con á, thì nó rất là cao. Nghĩa là bạn sẽ không phải là sinh một đứa mà có thể là sinh hai đứa, và có thể là đứa trai đứa gái. Thì cũng có thể là tin vui đối với những bạn nào thích sinh đôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần trọng tâm, đó là bạn có sống chung với gia đình chồng hay không. Thì qua lá bài này, qua cái tụ bài này thì mình thấy được rằng á là khả năng 50-50 nha. Có nghĩa là có thể bạn sẽ ở cùng với gia đình chồng hoặc là bạn sẽ ra riêng. Nhưng mà cái phần cái vế sau á, ý mình là cái trường hợp thứ hai ra riêng á, thì nó hoàn toàn phụ thuộc nhiều vào bạn. Ở đây mình thấy rằng nguyên cái bao trùm cái tụ bài này lên, nó nói rất rất nhiều về bạn. Có nghĩa là bạn sẽ là người có vai trò quyết định trong cái việc là có sống chung với gia đình chồng hay không. Có nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào cái ý kiến quyết định bạn. Ở đây mình không nói là gia đình chồng họ họ dễ dãi hơn như thế nào và họ sẽ tôn trọng ý kiến của bạn. Có nghĩa là bạn có thật sự thích ở chung với họ hay không, và bạn muốn ở chung hay là bạn muốn ra riêng, họ đều hoàn toàn tôn trọng bạn. Đương nhiên chồng bạn thì luôn luôn sẽ đứng về phía bạn rồi, nhưng mà mình đang nói với tụ bài này, mình đang đặt bạn trong mối quan hệ giữa bạn và gia đình chồng nhé. Đây nói nhiều, rất rất nhiều nói về cái mối quan hệ giữa bạn và gia đình chồng, chứ không nói bạn với chồng. Thì đương nhiên hai bạn cưới nhau thì bạn yêu thương nhau thì bạn mới cưới, và mọi quyết định của bạn thì anh ấy yêu thương bạn thì anh ấy sẽ tôn trọng bạn thôi. Nhưng mà mình đang nói nhiều về mối quan hệ của bạn với gia đình chồng, thì mình thấy được rằng ở đây là bạn có vẻ như hơi hơi cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ vợ chồng. Ở đây nó không nói là bạn không phải là kiểu người không thích kết hôn, bạn vẫn là kiểu người của gia đình, vẫn muốn
được vào một thời điểm nào đó, bạn muốn được kết hôn, bạn muốn được sinh con, bạn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên về vấn đề ở chung với gia đình chồng á, thì nó sẽ tạo cho bạn, vô tình tạo cho bạn một áp lực, một trách nhiệm nào đó mà vô hình chung là trước khi kết hôn. À, cái điều này mình thấy là trước khi kết hôn bạn đã có một suy nghĩ hơi là tiêu cực, hơi bí bách về cái mối quan hệ là khi mình phải sống chung với gia đình chồng. Có nghĩa là vào thời điểm này á, thời điểm mà bạn, ví dụ bạn đang xem tụ bài của mình nha, vào thời điểm này khi bạn xem bài này thì bạn sẽ có suy nghĩ về cái chuyện vợ chồng tương lai rồi. Có nghĩa là bạn tự tưởng tượng trong đầu của mình rồi đó. Ví dụ như khi mình kết hôn thì mình sẽ sống với cha mẹ chồng, hay là không sống chung với ba mẹ chồng, hay là mình ở riêng. Rồi mình sẽ cư xử như thế nào với họ, và họ sẽ cư xử thế nào với mình. Rồi khi mình lấy chồng rồi thì công việc của mình có bị ảnh hưởng gì hay không. Rồi những cái ước mơ, những cái hoài bão của mình trước đây của mình có được tiếp tục thực hiện hay không, hay là mình bị ràng buộc bởi mang danh phận là một đứa con dâu trong một gia đình. Có rất rất nhiều thứ ở đây nó muốn nói rằng là bạn có những cái suy nghĩ, những cái suy diễn về cái mối quan hệ tương lai giữa mình và gia đình chồng trước và sau hôn nhân luôn. Có nghĩa là mình thấy là bạn đã suy nghĩ vấn đề này trước khi kết hôn, và sau khi kết hôn bạn vẫn tiếp tục cái suy nghĩ đó. Và cái chính suy nghĩ ở đây là mình thấy là nó hơi bị tiêu cực. Tiêu cực ở chỗ là bạn, mình thấy được rằng ở đây là bạn là một người rất là yêu thích sự tự do. Bạn là kiểu người rất là thích tự do, và bạn cảm thấy rằng nếu như mà bạn kết hôn á, thì cái sự tự do nó sẽ bị mất đi phân nửa, thậm chí là hơn thế nữa, bởi vì bạn sẽ bị ràng buộc bởi mối quan hệ vợ chồng nè, rồi mối quan hệ giữa con dâu và gia đình chồng. Và bạn biết rồi đó, khi mà bạn bị ràng buộc bởi những cái danh phận đó thì bạn phải có trách nhiệm. Và đương nhiên bạn là người sống có rất có trách nhiệm. Ở đây mình thấy là bạn người sống rất có trách nhiệm. Bạn có hoài bão, bạn có những ước muốn, và bạn cũng có cái sự tham vọng ở đây. Tham vọng trong công việc, trong cuộc sống, tất cả mọi thứ. Khi bắt tay vào một việc gì đó hay đặc biệt trong một hoàn cảnh nào đó thì bạn luôn có những nguyện vọng, những cái ước muốn của bạn. Ở đây mình thấy bạn là người sống có trách nhiệm. Chính vì cái sự sống có trách nhiệm đó nó vô tình tạo nên cái áp lực của bạn. Nó tạo áp lực cho bạn ở đây đó là khi mà bạn bước vào cuộc sống hôn nhân, và nếu như bạn phải sống chung với gia đình chồng thì bạn cảm thấy hơi bị ngột ngạt một chút. Bạn hơi cảm thấy thất vọng một chút. Bởi vì sao? Bởi vì cái thay đổi cái môi trường sống. Thì mình nhắc lại một lần nữa ở đây là khả năng rất cao là bạn sẽ lấy chồng xa gia đình, rất xa về khoảng cách, về địa lý. Cho nên cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy được đó là cái sự thay đổi về cái lối sống, về nề nếp. Có thể nếu như bạn lấy chồng là người nước ngoài thì đương nhiên bạn sẽ có sự khác biệt về nền văn hóa nè, rồi về lối sống nè. Nói chung ở đây mình không nói là bạn sẽ lấy chồng ở châu Âu hay là châu Mỹ hay là châu Á, thì nói chung có sự khác biệt về văn hóa, thì đây chính là cái đầu tiên, cái rào cản đầu tiên nó vô tình tạo áp lực cho bạn, cảm thấy bạn hơi cảm thấy hơi bị mệt mỏi, hơi cảm thấy bị áp lực, bởi vì bạn phải thích nghi với nó và phải dung hòa với nó. Và điều đặc biệt mình thấy rằng là bạn có xu hướng là tự tạo áp lực cho mình, và từ cái sự tự tạo áp lực đó bạn bị stress. Và một khi bạn bị stress á, thì bạn sẽ cô lập bản thân mình. Bạn không muốn tiếp xúc với mọi người. Bạn cảm thấy giống như là tại sao, mặc dù mình đã chuẩn bị trước tâm lý rồi, mặc dù trước đây mình đã suy nghĩ về vấn đề đó rồi, nhưng mà khi mình bước vào cái cuộc sống thực tế này thì nó lại có nhiều thứ khiến mình không thể nào kiểm soát được. Mình cảm thấy bức bối, mình cảm thấy khó chịu. Thì mình nói rồi, khi mà bạn ví dụ như thường ngày bạn đã quen với nếp sống một mình nè, nếp sống ở văn hóa của nước mình nè, bây giờ chuyện đột ngột, không phải đột ngột mà có nghĩa là cái sự chuyển hóa từ một cái cuộc sống này sang một cuộc sống khác, thì nó khiến bạn hơi cảm thấy là hơi khó dung hòa thích nghi ban đầu. Thật ra mình hiểu cái cảm giác này của bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nào giờ mình đã quá quen với môi trường sống hiện tại của mình, bây giờ mình chuyển sang một môi trường sống khác thì cái khó khăn của mình đó là gì? Cái bước đầu tiên khó khăn đó là thích nghi. Thích nghi với môi trường sống, thích nghi với nội cái giờ giấc thôi, cái khung giờ thôi. Thì đương nhiên bạn sang một đất nước khác thì cái múi giờ của họ sẽ lệch so với múi giờ mình. Thì ngay cả cái việc ngủ, cái sinh hoạt hàng ngày nó cũng đã bị đảo lộn rồi. Huống hồ chi bạn phải thích nghi với nền văn hóa của họ nè, thích nghi với ngôn ngữ của họ nè. Tất cả mọi thứ sang gia đình chồng giống như là một thế giới khác. Ở đây mình nói ra một thế giới khác luôn, chứ không phải là một môi trường khác nữa, mà là một thế giới khác. Và bắt buộc bạn phải thay đổi tất cả mọi thứ
và bao gồm cả thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ về vấn đề hôn nhân này. Mình thấy rằng là bạn đã có sự chuẩn bị tâm lý. Bởi vì sao? Thì hai bạn yêu thương nhau và hai bạn cùng nhau tự nguyện đi đến hôn nhân thì chắc chắn bạn đã có, trước khi kết hôn thì bạn đã có tự suy nghĩ, tự suy diễn về cái mối quan hệ này tương lai là như thế nào, thì mình biết rằng bạn đã chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên khi bạn bước vào hoàn cảnh đó thì bạn hơi bị bối rối, bạn không giải quyết được giống như cô gái này. Cô ấy biết là cô ấy xây lâu đài cát, lâu đài cô ấy đã cắt công rất là nỗ lực, luôn suy nghĩ về nó, đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng mà cái một cơn sóng nó đổ ào vào một cái thì nó tan vỡ, nó đánh mất đi hết tất cả những gì suy nghĩ của ấy. Cô giống như là bao nhiêu công sức cô ấy, bao nhiêu cái sự chuẩn bị tâm lý của ấy, nó đều trở nên vô nghĩa. Thì ở đây lớp bài này nó chỉ mang tính chất ẩn dụ, đó là gì? Đó là một cái sự thất vọng, một cái vấn đề gì đó khiến mình vượt ngoài tầm kiểm soát, mình không kiểm soát được và mình cảm thấy có chút chới với và mình cảm thấy là hơi tuyệt vọng. Và thêm một vấn đề đó là khi mà bạn bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn sống bên gia đình chồng thì bạn sẽ luôn có cái suy nghĩ là hướng về quá khứ, hướng về cái thời vàng son của bạn. Thì cũng không khác gì những bạn mà từ giai đoạn độc thân chuyển sang giai đoạn lập gia đình. Thì đương nhiên bao giờ khi mình trong mối quan hệ vợ chồng rồi sau này mình có con thì nó sẽ có những trách nhiệm ràng buộc, nó khiến mình đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi áp lực. Và ngay thời điểm mà cảm thấy mệt mỏi áp lực á, thì bạn sẽ có xu hướng đó là gì? Đó là bạn sẽ nhớ về cái quá khứ, cái thời vàng son của mình khi độc thân. Mình tung tăng, mình bay nhảy, mình bay lượn, mình vui chơi, mình hồn nhiên vô tư lự với tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi mình sống một mình mà mình muốn làm gì mình thích, enjoy cuộc sống một cách rất là vui vẻ thoải mái, bởi mình không bị ràng buộc bất cứ thứ gì. Cho nên khi mà bạn bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn đã chuẩn bị tinh thần trước, bạn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ở đây mình thấy là bạn có suy nghĩ và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mối quan hệ hôn nhân này. Tuy nhiên khi mà bạn bước vào cuộc sống hôn nhân thì nó không tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ. Và chính sự bỡ ngỡ đó bạn không kiểm soát được nên bạn cảm thấy là mình hơi tuyệt vọng một chút và nhớ về cái thời kỳ hoàng son của nó. Tuy nhiên cái giá của sự thay đổi là gì? Khi bạn vượt qua được sự thay đổi thích nghi đó thì bạn có một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Bao giờ cũng vậy, khi mà bạn trải qua một bước ngoặt nào đó thì cái giai đoạn đầu bạn sẽ hơi hụt hẫng, hoặc là bạn sẽ hơi cảm thấy là hơi hoang mang bối rối bởi vì cái sự chuyển hóa của nó. Tuy nhiên bạn khi mà bạn lấy lại được tinh thần, khi bạn tập dần thích nghi với nó, tự thay đổi bản thân mình cho phù hợp với nó, ở đây mình thấy được là bạn sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ, thay đổi của mình. Bạn thấy người đàn ông này không, bắt đầu anh ấy lúc đầu cũng bối rối, cũng mệt mỏi, cũng rất nhiều thứ, nhưng mà khi anh vô tình nhìn thấy được một làn nước trong xanh thế này và anh ấy nhìn thấy chính mình trong đó. Ở đây muốn nói là gì? Muốn nghĩ là khi mà bạn rơi vào tình huống cảm thấy áp lực, mệt mỏi, stress á, thì bạn hãy dừng lại và hãy nhìn về bản thân của mình, hãy thấu hiểu cái con người thật của mình, hãy nghe nguyện vọng mong muốn của mình và hãy trò chuyện với chính bản thân mình để làm gì, để mình có thể hiểu bản thân mình hơn và hiểu bản thân muốn gì, để từ đó mình có thể có những kế hoạch, những cái việc làm nó đúng đắn để nó hướng đến mục tiêu mà bạn muốn. Và mình tin là khi mà bạn đã tìm được về cái bên trong tâm hồn của mình, bạn đã suy nghĩ và bạn hiểu được lý do vì sao mà bạn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tuyệt vọng, chán nản á, thì bạn sẽ có một hướng đi mới. Hướng đi ở đây đó là gì? Bạn phải thật chậm rãi và phải từ tốn, cần phải tìm sâu vào bên trong tâm hồn của mình, hãy trò chuyện với bản thân mình nhiều hơn là tại sao mình lại kết hôn, nó có mang lại lợi ích cho mình hay không, kết hôn những ưu điểm và nhược điểm của nó là gì, mình có chấp nhận được cái nhược điểm đó hay không, và khi chấp nhận rồi thì mình cần phải làm gì để có thể biến cái nhược điểm đó thành cái ưu điểm để mang nó là cái điều tích cực cho cuộc sống của mình. Thì bắt buộc bạn phải có thời gian suy nghĩ về chính bản thân mình, cần phải có khoảng thời gian lắng động lại để làm gì, để bạn có thể hiểu được bản thân mình đang thực sự muốn điều gì. Thì ở đây mình thấy được rằng là cái việc mà bạn chưa thích nghi được với gia đình bên chồng á, thì nó giống như là một bài học, một trải nghiệm mới về cuộc đời của bạn. Ở đây nói như là một cái cuộc đời của bạn nó bước sang một cái bước ngoặt khác. Và chính cái bước ngoặt đó nó tạo nên một sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Nếu như bạn biết được, nắm bắt được những cái cơ hội đây là gì? Bạn thử nghĩ nha. Ví dụ như bây giờ mình quen sống ở Việt Nam đi, bây giờ mình lấy chồng, mình sang một đất nước khác,
thì mình sẽ có cơ hội là gì? Mình sẽ có cơ hội học hỏi trải nghiệm về cái nền văn hóa của đất nước của chồng bạn nè, về ngôn ngữ của chồng bạn nè, bạn sẽ có việc trau dồi thêm cái kỹ năng ngoại ngữ của bạn chẳng hạn, cái tiếng nói, cái giao tiếp của gia đình chồng của bạn, cái ngôn ngữ của họ, mình giống như là mình có một cơ hội học thêm một ngoại ngữ mới, rồi có cơ hội học thêm một nền văn hóa mới. Và bạn biết gì không, khi mà bạn có cơ hội trải nghiệm như vậy, bạn so với rất nhiều người thì bạn đã có một cái ưu điểm, đó là bạn sẽ có tiếp cận với hai nền văn hóa, và chính sự hai nền văn hóa đó nó giúp cho bạn thông thái hơn, có bạn kiến thức nhiều hơn, trau dồi kiến thức, sự thông thái của bạn nhiều hơn, mở mang kiến thức nhiều hơn. Bạn thấy không, nếu như mà bạn mang cái suy nghĩ tiêu cực luôn, hướng về nhìn về cái quá khứ, nhìn về cái thời vàng son của bạn với cái thời độc thân của bạn á, thì bạn cảm thấy tương lai việc sống chung với gia đình chồng hay là bước vào cuộc sống hôn nhân nó đã cướp mất đi cái sự tự do vốn có của mình quá nhiều thứ, mặc dù bạn đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng mà bạn vẫn không thể nào có thể chấp nhận nó ở ngay thời điểm ban đầu được. Bạn phải cần phải có khoảng thời gian để làm gì, để bạn vừa chấp nhận và vừa hòa nhập với nó, vừa thích nghi với nó. Thì chắc chắn khi bạn thích nghi được dần rồi thì bạn thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời cho bạn. Bạn đã may mắn hơn rất nhiều người bởi vì bạn có nền tiếp xúc, bạn có cơ hội tiếp xúc giữa hai nền văn hóa. Bạn có cơ hội mở mang kiến thức, có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn. Đây chỉ là một bài test mà vũ trụ muốn thách thức bạn trước khi cho bạn một cái cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Bởi vì đằng sau đó là bạn có được cái cuộc sống viên mãn, những cái điều chính đáng về tình yêu, về hôn nhân là bạn đều sẽ có, nhưng mà với điều kiện là bạn phải trải nghiệm và bạn phải giống như là một đứa trẻ như thế này. Ở đây mình sẽ ví dụ cho bạn thấy là bạn giống như một đứa trẻ như thế nào, tính cách của mình sẽ giống đứa trẻ thế nào. Ví dụ nha, những đứa trẻ nó quen sống với ba mẹ rồi đúng không, thường ngày được sống với ba mẹ rồi, ví dụ như bé khoảng 6 5 5 tuổi đi, khoảng 5 tuổi là bé sẽ đi học mầm non đúng không? Thì nào giờ bé quen ở nhà với ba mẹ rồi, quen được sự chiều chuộng của ba mẹ hoặc là sự chiều chuộng của ông bà đi. Bây giờ bạn bắt bé đi ra học, đi đi ra ngoài trường học đó, thì bé phải tập cuộc sống chung với tập thể, với những bạn bè, với cô giáo, và bé sẽ không được nuông chiều chiều chuộng giống như khi bé ở nhà, đòi gì được nấy, muốn làm gì cũng được. Nhưng khi ra trường rồi, ra trường học bé phải tuân thủ cái nguyên tắc của trường học. Bé không thể làm được việc bé muốn, bắt buộc bé phải vào một nguyên tắc của cái môi trường, một cộng đồng đó. Thì lúc đầu thì bé ra thì bé khi bé bắt đi học thì đương nhiên bé quằn quằn, bé không chịu đi học, bé sẽ khóc thét lên là con không muốn đi học, con muốn được ở nhà con chơi. Nhưng mà khi mà bé đi ra ngoài đó, ở thời gian đương nhiên một tuần đầu bé sẽ chưa thích nghi được cái môi trường mới đâu, tại vì bé phải tự lập, bé phải tự làm mọi thứ, bé phải tự ăn nè, rồi phải tự ngủ nè, có thể tự thay quần áo, tất cả mọi thứ. Đương nhiên bé có sự hỗ trợ từ cô giáo, nhưng mà bé cô giáo cũng sẽ rèn luyện cho bé cái tính tự lập, tập dần cho bé cái sự thích nghi. Bởi vì một lớp học rất nhiều học sinh, một cô giáo không thể chăm sóc chi tiết từ A tới Z cho bé một bé nào đó, mà có nghĩa là cô chỉ hướng dẫn được cho các bé tự làm và cho bé cái sự tự lập của bé khi mà bé đến trường. Thì bạn cũng giống như đứa trẻ này vậy đó, khi mà thay đổi môi trường sống thì bạn lúc đầu bạn sẽ kiểu quằn quằn, khó khó chịu, là cảm thấy như là mình đang bị cướp mất đi cái quyền tự do gì đó, giống như mình đang bị đi đày đó. Cái từ này nó hơi nặng, nhưng kiểu như giống như là mình đang bị bắt đi, mặc dù là bạn tự nguyện kết hôn, không ai là bắt ép và kết hôn cả, nhưng ở đây là bạn cảm thấy là ủa, tại sao mình lại đi kết hôn, tại sao mình phải lấy chồng xa như vậy, tại sao mình phải sống trong cái môi trường thế này. Có nghĩa là lâu đâu đó thấp thoáng cái suy nghĩ đó, nhưng mà bạn hiểu rằng đây chính là cơ hội trải nghiệm cho bạn, cơ hội để bạn học hỏi ở một môi trường mới. Thì giống như đứa trẻ đó, khi mà bé dần ở đó khoảng một tuần, bé chưa quen thì bé phải ở 2 tuần, thì dần dần bé sẽ biết rằng là bé sẽ tự ăn nè, rồi tự ngủ nè, sẽ được vui đùa vui chơi cùng bạn bè, bé cũng sống cái nguyên tắc, có phép tắc hơn, không nũng nịu chiều chuộng giống như là ưng bướng giống như là khi ở nhà nữa. Bởi vì ở nhà thì được ba mẹ chiều chuộng, còn khi mà ra trường bắt buộc bé phải theo nguyên tắc của trường học, theo cô giáo nè, thì bé sẽ dần dần ngoan hơn, sống nguyên tắc hơn, và bé sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Thay vì trước đây ở nhà bé chỉ chơi một mình, nhưng bây giờ bé ra trường học, bé ở trong một môi trường, một cộng đồng như vậy, thì bé sẽ tập dần cái thói quen đó là trò chuyện, tiếp xúc với những người bạn xung quanh của mình. Thì đương nhiên những người bạn nó sẽ mang lại niềm vui cho bé với những cái trò chơi chung nè, thì dần dần bé sẽ thích nghi với môi trường mới. Thì bạn hãy giống như đứa trẻ này đây,
Hãy tập dần thích nghi. Giai đoạn đầu thật sự rất khó khăn với bạn, mình hiểu, bởi vì bạn đang thay đổi môi trường, nó khác biệt, nó thay đổi 180 độ. Cho nên là bạn sẽ có cảm giác lúc đầu hơi hụt hẫng, hơi ngột ngạt một tí, nhưng mà không sao cả, từ từ bạn sẽ quen thôi. Nhưng mà với điều kiện phải trở về cái sự ngây thơ của giống như đứa trẻ. Sự ngây thơ đứa trẻ ở đây nói gì? Đó là thích được học hỏi, thích được trải nghiệm, thích được tự bản thân mình khám phá. Và đương nhiên cái cuộc sống độc thân chuyển sang cuộc sống hôn nhân đó chính là một cái bước ngoặt để bạn khám phá. Thật ra dù bạn độc thân hay là bạn lập gia đình thì cái hoàn cảnh tình trạng nào nó cũng sẽ có ưu nhược điểm của nó hết. Cho nên là không gì ngoài khác đó là bạn phải linh hoạt cái suy nghĩ của bạn, linh hoạt cảm xúc của bạn, và bạn phải có khả năng tự chữa lành những cái gì, những cái suy nghĩ tiêu cực của bạn. Khi mà bởi vì mình nói rồi, trong cái tụ bài nó bao trùm nhiều hơn cái vấn đề không phải là gia đình chồng khó tính hay là đối xử không tốt với bạn, mà là ở đây chính bản thân bạn do những suy nghĩ áp đặt của bạn mà nó tự diễn ra, tự suy diễn ra, rồi sau đó kiểu giống như là bạn tự biên tự diễn á. Cho nên là bạn suy nghĩ tiêu cực nên bạn hành động một cách tiêu cực, và chính những cái hành động tiêu cực đó làm cho cuộc sống của bạn nó tệ đi, nó không như mong muốn của bạn. Thì ở đây lá bài nó muốn nói rằng là không ai khác, chỉ có mỗi mình bạn mới có thể thay đổi cục diện thôi, mới thay đổi được cái hoàn cảnh thôi. Nó tốt hay nó xấu hoàn toàn dựa vào cái suy nghĩ của bạn. Cái năng lượng của bạn nó sẽ quyết định được cái cuộc sống của bạn là như thế nào. Cho nên là bạn suy nghĩ tiêu cực thì cuộc sống của bạn sẽ lắm nhiều điều phiền toái rắc rối. Còn nếu bạn suy nghĩ tích cực thì bạn cảm thấy chuyện gì đến với bạn nó cũng là một điều hay, điều vui, cũng là một cơ hội hết. Cho nên một lần nữa mình muốn nói rằng là bạn hãy thay đổi suy nghĩ của mình. Người ta nói rằng là khi suy nghĩ thay đổi thì cuộc sống của bạn thay đổi. Ừ đúng rồi, câu này hoàn toàn đúng với trường hợp của bạn. Khi bạn thay đổi cái suy nghĩ của mình thì chắc chắn những điều tốt đẹp tích cực sẽ đến với bạn nếu như bạn suy nghĩ tích cực. Và mình thấy được một điều ở đây là gia đình chồng của bạn họ thật sự rất là yêu thương bạn, họ xem bạn như là người con trong gia đình của họ. Bạn thấy lá bài không? Hình ảnh người phụ nữ họ trao tặng chiếc cốc cho một cô bé này, giống như ở đây mình thấy là ba mẹ chồng họ rất là yêu thương bạn, rất là tôn trọng bạn và muốn bảo vệ bạn giống như là chồng của bạn gì đó. Bởi vì chồng bạn yêu thương bạn thì ba mẹ chồng cũng sẽ yêu thương bạn. Ở đây mình không có suy nghĩ theo hướng tiêu cực nha, có nghĩa là mình nói rằng là vì con trai họ yêu ngược con gái này cho nên họ họ chỉ biết rằng là người con gái này đang mang hạnh phúc cho chính con trai của họ, thì họ có nhiệm vụ rất là gì, nhiệm vụ yêu thương cô gái này, đùm bọc che chở cô gái này để cô gái này có thể tiếp tục yêu thương che chở bảo vệ cho con trai của họ. Nói chung nó giống như là một cái mối quan hệ liên đới gì đó. Họ cũng muốn là nếu như con người con dâu này họ mình đối xử tốt con dâu thì người con dâu này họ sẽ cảm thấy thoải mái với gia đình này, và đương nhiên cái mối quan hệ giữa con dâu và con trai của mình cũng sẽ tốt hơn, thì họ cũng sẽ tốt hơn, vui hơn. Thì mình thấy được rằng là gia đình chồng ở đây họ thật sự quan tâm bạn, họ thật sự quan tâm bạn, cũng yêu thương bạn nè, yêu thương bạn nhiều. Và mình thấy rằng là họ luôn tôn trọng và quyết định của bạn, và họ hiểu, rất hiểu là khi bạn về làm dâu họ, về làm dâu gia đình chồng á, thì bạn phải bắt buộc phải từ bỏ những cái, từ bỏ sự tự do của mình, là từ bỏ những cái lối sống quen thuộc của bạn hàng ngày, bởi vì bắt buộc bạn phải thích nghi với hoàn cảnh sống mới, với lối sống mới, bước vào gia đình của họ. Thì đương nhiên họ rất hiểu điều đó, cho nên là họ rất là kiên nhẫn, họ rất kiên nhẫn với bạn để chờ bạn thích nghi. Họ không ngại chỉ dạy bạn, họ không ngại làm những việc để khiến bạn vui, khiến bạn thoải mái. Thì cái điều này hoàn toàn tốt. Mình nói rồi, ở đây thì mình thấy là cái khả năng mà bạn ở chung với ba mẹ chồng là 50-50, có nghĩa là 50-50, có nghĩa là sau bạn muốn ở chung hay không ở chung đều được hết. Gia đình chồng mình thấy ở đây rất là thoải mái với bạn, họ không hề bắt ép bạn bất cứ điều gì, bởi họ hiểu là khi mà bạn lấy con trai họ thì bạn phải đánh đổi rất là nhiều thứ, cho nên là họ rất là trân trọng về cái sự đánh đổi của bạn. Cho nên dù bạn có ở chung với họ hay không ở chung với họ thì họ vẫn yêu thương bạn, vẫn rất là tôn trọng quyết định của bạn. Cho nên mình muốn nói rằng là ở đây bạn có muốn ở chung với gia đình chồng hay không á, thì nó là tùy bạn, quyết định của bạn như thế nào thì gia đình chồng vẫn rất là tôn trọng bạn, họ yêu thương bạn. Cho nên là mình thấy rằng trong tụ bài này mối quan hệ giữa bạn và gia đình chồng thì rất là tốt. Tuy nhiên
rất nhiều, nó nói về cái sự về nói nhiều về cảm xúc, về suy nghĩ của bạn trong mối quan hệ này. Bạn cần phải thay đổi suy nghĩ đi, cần phải bỏ bớt đi những cái hoài niệm về quá khứ. Ở đây thì một phần nữa là hãy bỏ bớt đi hoài niệm về quá khứ. Quá khứ thời kỳ vàng son vang bóng một thời đó, nó đã qua rồi. Cái thời đó nó đã qua rồi, bây giờ điều quan trọng là mình phải làm, phải sống cho hiện tại và có những suy nghĩ cho tích cực cho tương lai. Những cái gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, hãy cho là kỷ niệm đẹp, chứ đừng lấy cái nó làm cái cớ, đừng lấy quá khứ làm cái cớ để mình bám víu vào nó, để rồi mình cảm thấy khó chịu, tuyệt vọng khi thực tại nó không giống như thời quá khứ của mình. Thời quá khứ là bạn sống độc thân, hiện tại là bạn đã lập gia đình, thì bạn không thể nào trong cái vị trí của người đã lập gia đình mà nhìn về cái thời mà bạn còn độc thân. Nó hoàn toàn khác nhau rồi, nó đâu giống nhau được. Thời độc thân muốn làm gì cũng được, nhưng đối với cái khi bạn đã chấp nhận tự nguyện bước vào cái cuộc sống hôn nhân với chồng của bạn, với người bạn yêu, thì bạn bắt buộc phải hiểu rằng là bạn bây giờ đã là phụ nữ lập gia đình rồi, thì bạn phải biết cân bằng tất cả mọi thứ, giữa công việc, giữa cuộc sống. Gia đình mình và gia đình chồng, tất cả mọi thứ đều phải cân bằng. Cái sự cân bằng chỉ có hai chữ cân bằng thôi, nhưng mà đó là cả quá trình, một quá trình cần phải rèn luyện, nỗ lực rất rất nhiều thì bạn mới có được cái chữ cân bằng trong đó. Cho nên là mình muốn nói một lần nữa là khi mà có sự thay đổi về cái môi trường sống, về hoàn cảnh sống, thì bạn hơi khó khăn để có thể thích nghi giai đoạn đầu, và bạn cảm thấy bị stress rất là nhiều. Cho nên là hãy dành nhiều thời gian để tâm sự bản thân, chính bản thân mình. Tâm sự với chính bản thân mình là trước tiên. Phải hiểu bản thân mình, phải đặt ra những câu hỏi cho chính bản thân mình, rồi tìm những cái câu, cùng nhau tìm cái giải pháp, những cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề hiện tại của bạn, cái gút mắc hiện tại của bạn là gì. Cho nên là không gì hết, đó là sự hiểu, thấu hiểu về bản thân của chính mình. Đừng sống trong những cái ảo ảnh, đừng sống trong những cái suy diễn của bản thân nữa. Ở đây lá demon nữa nè, có nghĩa là bạn luôn sống trong quá khứ, luôn sống trong cái những cái ảo tưởng của mình, những cái suy diễn của chính bản thân mình, tự biên tự diễn. Câu trong cái bộ phim này chỉ có một mình bạn là đạo diễn thôi, và cũng là diễn viên luôn, không có cho bất kỳ ai tham gia hết, chỉ có một mình bạn thôi. Và cái kết cuộc này, cái kết phim nó là có happy ending hay không thì có thể là chỉ do bạn thôi, chứ không có ai can thiệp được. Cho nên là một lần nữa thì mình nghĩ rằng á, bạn phải thay đổi cái suy nghĩ của bạn và đơn giản hóa vấn đề đi, đừng cố phức tạp hóa làm gì. Bạn càng phức tạp hóa vấn đề thì bạn càng cảm thấy mệt mỏi, áp lực hơn. Và khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi, áp lực thì vô hình chung á, bạn lại gây cái năng lượng tiêu cực đó lên chồng của bạn nè, về gia đình chồng. Những con người này họ biết bạn đến từ một đất nước khác thì họ đã rất là trân trọng, rất là trân trọng với sự đánh đổi của bạn, cho nên là họ vô cùng yêu thương và trân trọng bạn. Cho nên họ hiểu được họ hiểu được cái cảm giác của bạn đang trải qua. Vì vậy họ muốn ở đây là gì? Họ muốn được cùng bạn, hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn để bạn thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cho nên là thêm một vấn đề ở đây là hãy bày tỏ nhiều hơn, đừng sống tách biệt với thế giới, đừng cố cam chịu sống trong cái suy nghĩ tư tưởng của mình, mà hãy hòa nhập với mọi người và hãy trình bày những cái nỗi lòng của bạn với chồng bạn nè, với gia đình chồng, với ba mẹ chồng nè. Thì nói chung là hãy tìm đến họ để làm gì? Để giải tỏa căng thẳng, giải tỏa áp lực, cũng như bày tỏ tâm tư tình cảm của bạn. Họ luôn rất là trân quý điều đó và họ rất là tôn trọng cái suy nghĩ của bạn. Cho nên là đừng cố gắng chịu đựng một mình, mà hãy cởi mở hơn. Ở đây mình thấy được là bạn hơi khá lạnh lùng khi mà bước qua giai đoạn hôn nhân. Có nghĩa là không phải lạnh lùng là hết tình cảm với chồng bạn, không. Ý mình ở đây mình nói là bạn khó mở lòng với gia đình chồng, với những người trong gia đình chồng của bạn. Bạn khó cởi mở tấm lòng của mình, bạn sống khá khép kín. Và đương nhiên thì với chồng bạn thì không khép kín rồi, nhưng mà có những cái suy nghĩ, cái tiêu cực này bạn cũng giấu chồng bạn luôn, cho nên là bạn không muốn anh ấy biết. Cho nên tất cả mình nói là trong tụ bài này mình thấy rất rất nhiều, đó là cái suy nghĩ của bạn, cảm xúc của bạn đang đè nặng lên bạn luôn. Cho nên là bạn đang tạo áp lực cho chính mình, chứ không ai tạo áp lực hết. Hoàn cảnh sống cũng không tạo áp lực cho bạn. Cho nên một lần nữa mình muốn nói rằng là cuộc sống nó thay đổi khi suy nghĩ của bạn thay đổi. Cho nên là khi bạn suy nghĩ tích cực thì những điều tích cực nó sẽ đến với bạn, và ngược lại. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử là ba lá bài thông điệp từ mặt trăng, xem thử coi là mặt trăng và
Thiên thần muốn nói gì với bạn? Để mình nhập vào. Rồi, đây là ba lời khuyên từ mặt trăng và thiên thần. The end of Tuesday call. Yes. Ở đây em muốn nói là gì? Đó là khi bạn kết hôn thì bạn đã bước sang một cái chu kỳ mới, một hành trình mới rồi. Cho nên là bạn đừng cố gắng nhớ về cái hành trình cũ nữa. Nó đã qua rồi, bạn đi qua cái chặng đường đó rồi. Cái điều quan trọng là bạn phải tập trung cái hành trình hiện tại của bạn đang đi nè. Nó là một bước ngoặt. Nó đã kết thúc một cái chu kỳ cũ rồi, một cái trang chương cũ rồi. Kết thúc một chương cũ rồi, bây giờ bạn mở ra một chương mới. Cho nên là mình cũng phải có tư tưởng suy nghĩ mới. Mặc dù là đây đều là một cái quá trình và hành trình đi của bạn, về một cuộc đời của bạn, thì giống như là một bộ phim thì có nhiều tập đúng không? Thì bây giờ tập 1 nó đã qua rồi, thì bắt đầu sẽ chuyển sang tập 2. Đương nhiên cũng có sự liên kết, nhưng mà vấn đề là mình phải tập trung vào cái tập mà mình đang chiếu nè. Còn cái tập kia nó chỉ là về cái quá khứ thôi. Và đương nhiên là đừng có quá áp đặt về cái quá khứ nữa. Bởi vì cái bạn càng chú tâm áp đặt quá khứ vào cái cuộc sống hiện tại, thì bạn vô tình làm cho cái cuộc sống hiện tại của bạn trở nên khó khăn hơn. Rồi, thêm một điều nữa là hãy ước mơ của bạn đó, nó cần có một cái kế hoạch thực tế hơn. Có nghĩa là bạn mong muốn cuộc sống của mình như thế nào. Bạn có muốn sống chung với gia đình chồng hay không? Nếu như bạn muốn sống chung thì bạn cũng bày tỏ với gia đình chồng của bạn. Không muốn sống chung cũng phải bày tỏ quan điểm của bạn với gia đình chồng của bạn. Mình nói rồi, gia đình chồng rất là tôn trọng và yêu thương bạn. Cho nên là hãy thẳng thắn bày tỏ cái suy nghĩ, tư tưởng, cái quan điểm của bạn. Và mình chắc rằng họ sẽ hiểu và họ thông cảm với những gì mà bạn đang trải qua. Và thêm một điều nữa là hãy vạch ra cái giới hạn cho chính mình. Có nghĩa là cái điều gì mà bạn thật sự muốn thì hãy làm. Những điều... mình phải tập trung vào những cái điều mà mình thật sự muốn. Cái điều gì nó mang cho mình tích cực thì mình hãy nghĩ tới nó. Còn những gì tiêu cực á, thì hãy cố gắng vứt bỏ nó ra khỏi cái suy nghĩ, ra khỏi cái đầu mình. Đừng hoài niệm về quá khứ nữa, đừng hoài niệm về cái thời kỳ vàng son của độc thân nữa. Đừng có nghĩ là trời ơi, khi bây giờ lấy chồng rồi thì không được đi chơi, không được gặp gỡ bạn bè, không được gây dựng sự nghiệp. Rồi, mình tiếp nha. Thì nói chung là bạn cần phải vạch ra cho mình một kế hoạch, một chiến lược cho cái mục tiêu bạn thích cuộc sống hôn nhân của bạn thế nào. Mọi người đều tôn trọng lẫn nhau nè, đều yêu thương lẫn nhau nè, và đặc biệt đó là cái sự tôn trọng về nền văn hóa. Thì bởi vì có thể là bạn khi bạn lấy chồng thì bạn sang một cái môi trường sống khác rồi, thì đương nhiên cả hai phải tôn trọng cái nền văn hóa của chính đất nước của mình. Chẳng hạn ví dụ bạn là người Việt Nam, chồng bạn là người nước ngoài, thì chồng bạn phải tôn trọng cái nền văn hóa của nước bạn và bạn phải tôn trọng nền văn hóa của nước chồng bạn. Thì ở đây là mình cần phải lập ra kế hoạch mình muốn cuộc sống hôn nhân như thế nào, thì phải có cái từng bước đi, từng có định hướng rõ ràng, có những hành động thế nào. Và thêm một điều nữa là hãy vạch ra giới hạn cho biết đâu là cái giới hạn của mình. Và mình thấy đây giới hạn ở đây là giữa quá khứ và hiện tại. Những gì quá khứ thì hãy ship vào quá khứ và đừng có hoài tưởng về nó, đừng có nhớ nhung nó quá nhiều. Bởi vì khi bạn nhớ nhung về quá khứ thì bạn sẽ gây áp lực đè nặng lên cái cuộc sống hiện tại của bạn nè. Bởi vì thời quá khứ của bạn nó quá vàng son, nó quá tốt đẹp đi, cho nên là khi bạn thấy hiện tại nó không có được giống như cái thời quá khứ thì bạn cảm thấy là chán nản với cuộc sống hiện tại. Không hề, cái này ở đây là nó chỉ do cái suy nghĩ của bạn thôi, chứ cuộc sống hiện tại nó sẽ có những cái trải nghiệm mới, cái thú vị mới. Quan trọng là bạn có nhìn thấy được cái cơ hội đó hay không thôi. Thì nói chung á, một lần nữa mình sẽ nói lại nha. Trả lời cho câu hỏi là bạn có sống chung với gia đình chồng của bạn hay không, thì câu trả lời là 50-50. Có nghĩa là bạn muốn sống chung hay không sống chung, đó là quyền quyết định của bạn. Gia đình chồng rất là tôn trọng quyết định của bạn, bởi vì họ thật sự hiểu và thông cảm, cũng như là họ rất là trân quý khi bạn đã thay đổi, cố gắng thay đổi thích nghi với cuộc sống của gia đình chồng. Rồi, điều thứ hai là bạn có lấy chồng xa, bạn lấy chồng xa hay chồng gần, thì câu trả lời của mình là bạn lấy chồng xa, rất xa. Và có thể là lấy chồng nước ngoài ở một cái khác biệt về văn hóa luôn á. Ừ, kiểu như là bạn sẽ lấy chồng khác biệt về văn hóa. Còn có thể thì bạn, nếu bạn có một số bạn thì có
có thể lấy chồng, ví dụ như miền Bắc, miền Nam thì cũng có sự văn hóa, mặc dù là cùng chung đất nước nhưng mà cái nền văn hóa miền Bắc nó sẽ có vài điểm khác với miền Nam. Thì nói chung bà hãy nghĩ là một cái hướng tích cực, đó là sự khác biệt văn hóa chính là cơ hội để bạn trải nghiệm, để bạn học hỏi thêm nhiều điều mới về nền văn hóa, về ngôn ngữ, tất cả mọi thứ, thì nó giúp cho bạn trở nên thông thái, có nhiều kiến thức hơn về vốn sống của mình. Rồi, thêm một câu trả lời cho câu hỏi đó là sau khi kết hôn thì dự đoán bạn sẽ có bao nhiêu đứa con, thì câu trả lời của mình đó là hai đứa nha, trai gái, thì có thể là bạn sinh đôi nữa. Ở đây mình thấy khả năng bạn cũng có thể sinh đôi là một cặp trai gái nữa. Thì nói chung là cái phần dự đoán về sinh con cái là trời cho đúng không? Cho nên là cũng mình cũng không thể quyết định được, cho nên là trời cho bao nhiêu thì mình cứ đón nhận bấy nhiêu ha. Rồi, đây là trụ bài vui, cho nên mình hy vọng bạn đón nhận thông điệp với tinh thần thiệt thoải mái nè, thì cởi mở nè, và đây đều là những dự đoán cho tương lai. Cũng có thể là những bạn đã lập gia đình rồi, mới lập gia đình rồi, thì bạn cũng có thể, nếu như bạn có duyên bắt gặp được clip của mình đó, thì hãy xem như đây là thông điệp mở cho bạn nhé. Rồi, hy vọng gặp bạn ở một chủ đề mới hay ho nha. Bye bye. Đây là phần mình bonus thêm cho video lúc nãy nha. Thì mình nghĩ rằng tình cảnh mẹ chồng và nàng dâu đây là câu chuyện muôn thuở, ở thời nào cũng có, và nó muôn hình vạn trạng, không có một số chung nào cho cái việc mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu hết. Cho nên là mình nghĩ rằng thì chúng ta cứ phận là con gái thì chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng thì mình không thể nào đòi hỏi mẹ chồng yêu thương chiều chuộng mình giống như mẹ đẻ của mình được. Thì có thể những bạn nữ nào may mắn có được người mẹ chồng yêu thương mình, chiều chuộng mình, thì đó là một may mắn vô cùng lớn. Còn nếu không may bạn không được nhận được sự yêu thương từ người mẹ chồng của mình, thì mình nghĩ chúng ta nên có một cái cuộc cách mạng. Phải nói là có một cuộc cách mạng để làm gì, để thay đổi cục diện, hoặc là chúng ta sẽ đưa mọi việc mà chúng ta nào giờ nghĩ là nó thật sự tệ hại, nó thật sự không như mong muốn, nó không công bằng, thì cần phải đưa ra ánh sáng để làm gì, để cùng nhau giải quyết vấn đề. Bởi vì ngay khi thời điểm bạn đăng ký kết hôn thì bạn chính thức đã trở thành một thành viên trong gia đình chồng của bạn rồi, cho nên những uất ức, những khó chịu, những cái điều gì chưa nói thì mình khuyến khích rằng là bạn hãy nên mở lòng nói rõ cho, trước hết là nói với chồng bạn, bởi vì đây chính là đồng minh lớn nhất của cuộc đời bạn. Thì anh ấy nếu là một người chín chắn, trưởng thành, sâu sắc và tinh tế, anh ấy sẽ biết anh ấy nên làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng với mẹ của mình đó. Cho nên mình nghĩ rằng là trước hết bạn hãy mở lòng ra, hãy giải tỏa mọi áp lực, mọi căng thẳng, bày tỏ tâm tư tình cảm của bạn với gia đình chồng. Thì nếu như cái bước đó mà nó không đi đến kết quả tốt đẹp, thì mình nghĩ là chúng ta nên có một cuộc cách mạng đó là lớn hơn, đó là phải làm một việc gì đó thay đổi cục diện. Và cái thay đổi cục diện này chắc chắn sẽ hướng đến mục tiêu là cái người mà đang làm cho cái sự bất cân bằng trong một mối quan hệ này, đó chính là mẹ chồng của bạn á. Thì mình nghĩ là bạn nên có một cái cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân thành với mẹ chồng của mình để cùng nhau những vấn đề. Bởi vì suy cho cùng thì mẹ chồng thêm một đứa con gái và bạn thêm được có thêm một người mẹ, thì ai cũng có thêm một người mới để yêu thương. Thì mình nghĩ rằng cái mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng tốt thì cái cuộc sống hôn nhân giữa bạn và chồng cũng sẽ tốt theo, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ vợ chồng của bạn mà. Cho nên thì mình nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng nó sẽ có nhiều cái vấn đề, và với gia đình chồng cũng sẽ có nhiều vấn đề. Tuy nhiên mà vấn đề đều có cách giải quyết nếu như mà mình có cái suy nghĩ tích cực nè, cái suy nghĩ lạc quan và thẳng thắn bày tỏ, và bày tỏ một cách chân thành. Thì mình tin rằng đứng trước một người bày tỏ chân thành, tâm tình được trao gửi đến mình, thì người mẹ chồng sẽ có suy nghĩ, cần phải suy nghĩ lại về cái hành động cư xử nếu như mình cư xử chưa đúng với con dâu của mình. Thì
cái điều mà quan trọng sau cùng mình muốn nói đó là đừng giữ cho riêng mình. Tất cả tâm tư, tình cảm bạn có quyền và nghĩa vụ bày tỏ với những người trong gia đình chồng, đặc biệt là chồng bạn. Bởi vì anh ấy là người sống chung với bạn, anh ấy sẽ đi cùng bạn suốt cuộc đời này, không phải là ba mẹ chồng. Trước hết thì bạn phải bày tỏ tâm tư, tình cảm với chồng mình trước đã, những uất ức, những khó chịu của bạn để anh ấy giải quyết trước đã. Sau khi mà hai vợ chồng đã có định hướng giải quyết rõ ràng thì bắt đầu tiến bước tiếp theo, đó là nói chuyện trực tiếp với mẹ chồng, với người có ảnh hưởng trực tiếp với mối quan hệ này. Thì chúng ta sẽ đi từng bước để cải thiện mối quan hệ. Thì mình nghĩ rằng á, bây giờ mình kết hôn rồi thì nếu như mà gặp thách thức khó khăn đầu tiên, đó là sự hòa nhập với gia đình chồng, thì chúng ta không hòa nhập được, chúng ta chưa thử thay đổi, chưa thử chỉnh sửa cái mối quan hệ này, thì đừng nên bỏ cuộc. Hãy thử một lần và thử làm một cuộc cách mạng xem cuộc diện có thay đổi hay không nha. Thì cuối cùng mình mong rằng là những bạn nữ chúng ta, mình biết rằng là phụ nữ thường sẽ thiệt thòi nhiều hơn và cái nước mắt cũng khá nhiều trách nhiệm, không thua gì đàn ông đâu. Cho nên là mình nghĩ rằng là các bạn nữ hãy bảo vệ quyền lợi của mình và hãy cố gắng làm sao sống thật tốt.